Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức đại hội thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2024-2029. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể địa phương cùng 350 cán bộ hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 cán bộ hội viên toàn hội. 5 năm qua, cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh đã quyết tâm phấn đấu xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Với trách nhiệm, sự gương mẫu và uy tín của Bộ đội Cụ Hồ, trong số hơn 7.100 cựu chiến binh là đảng viên, đã có 1.900 người được bầu vào cấp ủy, 850 người được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh có trên 4.110 hội viên tham gia hệ thống chính trị các cấp. Từ phong trào thi đua, hàng năm Hội cựu chiến binh tỉnh có trên 97,5% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu đạt 98,5%. Gia đình cựu chiến binh đạt chuẩn gia đình văn hóa là 98,9%. Nhiều hộ cơ sở 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phát triển và duy trì hoạt động tốt 246 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ ủy thác do Hội cựu chiến binh tỉnh quản lý là trên 398 tỷ đồng cho 9.024 hộ vay, giải quyết hơn 11.637 người có việc làm ổn định. Hiện nay toàn tỉnh đã có 1.141 hộ gia đình cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh với vốn đầu tư 917 tỷ đồng. Lãi suất hàng năm đạt hơn 259 tỷ đồng. Đời sống cựu chiến binh được cải thiện rõ rệt. Nhiệm kỳ tới, Hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, vận động các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh.